Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là Sony XA1 Plus đang bị vỡ màn, đang chờ thay mới màn hình thẻ di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần màn hình cảm ứng trên Sony XA1 Plus lỗi hỏng, màn hình lúc lên lúc không chập chờn, màn hình không cảm ứng được, cần một địa chỉ thay mới màn hình. Quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên thẻ di động cao cấp.vn. Chúng tôi có sẵn màn hình cũng như tất cả các linh phụ kiện khác trên Sony XA1 Plus thay mới cho quý vị các bạn. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn. Quý vị các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD, chúng tôi ship màn hình cảm ứng Sony XA1 Plus đến tận địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Mọi thắc mắc thêm về dịch vụ thay mới màn hình cảm ứng cho Sony XA1 Plus, quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn. Xin cảm ơn quý vị các bạn.